bước tới. Ba cha con đi ra ngoài ăn KFC. Kia nó là nó hồ thử giữ một hộp gì. Ông thường ăn gì? Chicken popcorn. Popcorn chicken. Em đi ăn gì? Chicken. Ăn chicken. Ăn cái chân gà đúng không? Uh-huh. Ăn cái đùi gà. That's why chicken. Ở đây người ta bán này. Một cục thịt gà nè. Đấy. Đây một cục nữa nè. 3-4 cục luôn. Một bịch khoai tây chiên. Một cái hộp đây cũng là bột khoai tây người ta đánh sốt ra, đánh sốt ra để mà chấm cái này ăn nè. Đó, mình phải trộn lên ăn với cái này. Nó mặn mặn. Ăn ngon lắm. Cái này kêu bằng chip. Ăn cũng ngon, ăn ngon mà bắt đầu mình phải chấm cái này nữa. Potato gravy. Vì có KFC mới có cái hộp đây. McDonald's không có. Không đi chắc không có. Only KFC. Đúng rồi. Đây con ăn cục thịt nè. Mình ăn cục thịt gà. Đây nè. Thịt gà ăn không thôi, mình chấm thử. I'm thirsty. Ủa ăn chưa hết mà. I'm thirsty. Ăn đến ăn hết rồi mới uống nước. Ông đó em thấy cái lon nước. Hãy uống nước ngọt. Hồi xuống đó đi ăn hết cái này giùm ba cái rồi về bây giờ. Không, uống nước ngọt nhiều nó không có tốt đâu ngồi lên đó. Gầm. Ráng ăn, đừng có đổ nha, rớt xuống mẹ hút bụi mẹ mệt mẹ kinh á. Vậy đây họ chiên lên nè. Năm mười mấy đồng rồi. Cũng ngon. Ăn mấy cái này mà không có cái nước ngọt không? Nước ngọt uống vô là ngán. Em vô sao? Mở lòng hết chưa? Lau tay. Hai tay. Tay nào cầm vô là mình phải lau cho nó sạch. Lụm lên bỏ lại trong này. Da yeah, đúng không? Skin đúng không? Phải không? Thành skin hay ski? Gì nữa? Chồm chồm tới làm gì? Ăn hết trong miệng á. Hai cái má hồng hồng. Hai má hồng hồng đây là bị. Bà. Hả? Có gì? À má mì mới mua tới mì dừa vô. Is that yours? I don't know. Cái này của má mì của ba đâu có đâu. It's right over here. Ăn chim cái này nữa không? Ăn gì? Ăn chim chín nè. Nè. Hả miệng ra ầm. Ủa đi đâu mà xào. Xào. Leo thôi. Chip nè. Ra con gầm cá thôi. Thôi chừng đổ. Chồm chồm lắng lắng. Ăn
cho nó cầm cái hộp popcorn như chị cần cho nó ăn rồi. Lấy luôn hả? Lấy sao ba? Giờ này ba ăn hết hai cục đây nè. Nhớ nhỉ? Ừ. Nhớ nè, ngon lắm. Chia nó lắng lên cho bằng được ha. Để mà nó lấy luôn nước mà nó bỏ cho ra sao. What the? Để đi đâu vậy? Mở sau xe quần. Đi ra sau lại đúng không? Đi xuống đây ra đây. Rồi ngồi ra đó. Đi mà nãy giờ quần mà lạng lên lấy. Yeah. Hot. Thôi thì trễ lại đúng không? Không uống đúng không? I need to drink. Need to drink đây. No. Pepsi. Why? Pepsi. Drink nè. Pepsi. Cái này ngon hơn. Pepsi. Đây good hơn. Pepsi. Water. Pepsi. Water. Pepsi. I want Pepsi. Thôi đi từ từ ban xong á, uống bia ba cho con uống luôn. Cái thằng này cứ bước lên nữa. Cô té giờ á. Mẹ mẹ mẹ. Thôi cô kẹt á. Kẹt cái miệng á. Không có. Tham đi. Nhìn thấy mấy người ở đây. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Where? 8, 9. Mm. Chào. Why is so many? 10. Where your turn, I'm saying that. This tree. Chip ngon ăn ngay chưa? Now can you open this? Mình ăn cho nó no hả chứ? Cứ lâu uống nước miếng rồi sao ăn? Rồi đây sau đi, để sau đi. Bộ đổ hộp popcorn của anh ở trên vô, ngồi đó ngồi đi đàng hoàng lại đi. Trời ơi, nó uống nước mà làm giống như nó cứu trời. Ngồi mình phải thứ tự. Line up nhớ ra. Vô ghế ngồi đi, ăn xong mà đang mở ra cho. Cô ăn hết hộp popcorn chưa? Em vừa ngồi ghế đó cũng được. Yeah. Đi uống cái nha. Ok. I do not drink it all. Can I take the one? Can I take just one? Đang uống hết rồi tới rồi anh Duy. Bây giờ còn xe. Đây. Uống mà dành. Mình dành mình nội và thấy mình ký cái đầu nè. Okay. Ngon không? Cô cầm lên. Cô Trinh cầm hai cái hộp đó lên. Hộp zip với lại kia. Cô đổ á. Cầm lên đưa đây, bỏ vô đây nè. Ăn xong lấy ra. Rồi cái hộp zip nữa. Để lên cho em nó ăn nữa. Cô uống một lon nước ngọt rồi để gì đâu. First me and then you and then you. Ah, first me and first you. Not all that. Not who all first? Me. Who first? Đừng me. Ăn cái tay dơ, đừng có quẹt cái nó con. Dơ cái gì chấm dinh nhá. Chùi, đỡ ba chùi thôi. Đừng có quẹt đi xe chứ. Tay đang dính mỡ, dính dầu. Thôi, phải lau tay rồi mới. Dính nó dơ. Đúng rồi, đừng có quẹt lung tung này, lau tay này. It's okay if it has too much oil. Đúng rồi. Mày ăn nữa nè. Hả? Nè. Hả? Ăn ở đây cho bổ não. Hả? Nè, không ra. Three. Nhà anh lên không uống nước không? Angel.
Nóng đâu mà nóng ngủ rồi. I should drink. Được chưa? Xong rồi, bye bye ơi. Bye bye, say bye bye. Bye bye. Bye bye. Phát trình bye bye. Bye bye. We are doing the cowboy dance. Rồi con hướng đi, đứng phim. Cầm lên đồ đổ. Nè, rồi, chip này. Chấm cái này ăn nè. Cô đổ á. Khoảng thời. Đến phim, cầm nè. Nè. Nói miếng. Ngon ở luôn cái ọt. Ăn cái này uống nước ngọt vô mau mập. And grow stronger. Đúng rồi. Nó mập thôi. I want it. Good. I need a way out. No. Ăn miếng gà ngán luôn. Chưa bè cho con mà ăn cái phần KFC nào cũng hết. Đã uống nước ngọt rồi cái nó nơ rồi. Còn một cục bự rồi. Ngán rồi. Vô kẹt bây giờ á, em reo. Kẹt cái đầu rồi đó giờ. Mày bấm nút lên nó kẹt cái đầu rồi đó. Đứt cái đầu à.